cuồng nhiệt, đam mê, cháy hết mình. Hòa chung trong không khí náo nhiệt, chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và đặc biệt chào mừng SEA Games 31 sắp diễn ra. Giải bóng bàn, đồng đội Lão Tướng và đồng đội hạng CE Nghệ An mở rộng 2022, tranh cúp Bệnh viện Tai Mũi Họng miền Trung lần thứ 2 sẽ chính thức diễn ra tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Nghệ An, số 5 Đào Tấn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào 2 ngày 16 và 17 tháng 4 năm 2022. Đơn vị tổ chức: Trung tâm bóng bàn Thành Vinh Anh Em, trực thuộc Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, tài trợ chính cho giải đấu Bệnh viện Tai Mũi Họng miền Trung. Giải đồng đội Lão Tướng với sự tham gia của 16 đội là các vận động viên trên 50 tuổi đạt thành tích cao toàn quốc. Giải đồng đội hạng CE quy tụ 32 đội thi đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Với cái sự là mong muốn tạo cơ hội cho các vận động viên tham gia luyện tập và nâng cao trình độ và có cái cơ hội để mà cọ sát để tham gia các cái giải thi đấu, cũng như là để mà cái duy trì và phát triển hơn nữa thì những cái thành tích đã đạt được của cái bóng bàn Thành Vinh của tỉnh nhà. Thì trung tâm Thành phố Vinh là anh em là trực thuộc Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tổ chức một cái giải bóng bàn đồng đội Lão Tướng và đồng đội hạng DE Nghệ An mở rộng năm 2022, tranh cúp Bệnh viện Tai Mũi Họng miền Trung lần thứ 2. Và hy vọng đấy sẽ là cái cơ hội để tìm kiếm được và thu hút được các cái đồng vận động viên tài năng ngày càng mở rộng, có được nhiều nhân tài để mà đi thi đấu với các cái câu lạc bộ toàn quốc và thi đấu ở nước ngoài, góp phần đóng góp cho cái sự phát triển phong trào bóng bàn ở tỉnh Nghệ An. Là một người đam mê bóng bàn từ nhỏ, năm nay tôi đã bước sang tuổi 50. Thực sự là tôi rất là vui vì chưa bao giờ tôi thấy phong trào bóng bàn của Nghệ An lại phát triển như lúc này. Qua đây thì tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức, những người đã dốc lòng tâm huyết để tổ chức nên giải đấu. Tôi xin cảm ơn nhà tài trợ chính là Bệnh viện Tai Mũi Họng miền Trung và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng giải, kết nối đam mê. Và cuối cùng, tôi xin chúc giải đấu thành công tốt đẹp. Với tinh thần giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, đặc biệt thúc đẩy sự phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn Việt Nam nói chung và thi đấu bóng bàn Nghệ An nói riêng, giải đấu hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả, người hâm mộ những trận đấu sôi động, kịch tính, hấp dẫn. Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, giải nhất bao gồm cờ, cúp, huy chương và tiền mặt 10 triệu đồng. Giải nhì bao gồm cờ, cúp, huy chương và tiền mặt 5 triệu đồng. Đồng giải 3 gồm cờ, cúp, huy chương và tiền mặt mỗi đội 2 triệu 500 ngàn đồng. Liệu đội nào sẽ bước lên ngôi cao nhất? Câu trả lời chỉ có vào ngày 16 và 17 tháng 4 năm 2022. Tất cả sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh Sport TV và fanpage Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Vinh Media.